Bạn sẽ làm gì nếu biết mình chết vào ngày mai? Thông tin này không đến từ một vị thầy bói tử vi, một lá bài tarot hay thậm chí là từ một vị bác sĩ khả tín, mà nó đến từ bên trong bạn, một niềm tin bất khả kháng rằng bạn sẽ chết. Vậy, bạn sẽ làm gì nếu biết mình chết vào ngày mai? Đó là câu hỏi mà các nhân vật trong She Dies Tomorrow, hay ví tựa Việt mà mình sẽ sử dụng trong video này là Cô ấy chết vào ngày mai, phải đối mặt. Phim mở ra với khung cảnh đôi mắt nhòa đi mascara của nhân vật chính, Amy, đang nhìn trực diện vào một thứ gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh. Ngay sau đó, chúng ta được chứng kiến một người đàn ông lạ mặt đang phát hoảng vì đinh ninh rằng anh ta sẽ chết. Ngày hôm sau, Amy trở về, ngắm nhìn toàn bộ căn nhà của mình thật kỹ lưỡng như muốn lưu lại từng khoảnh khắc. Cô gọi điện cho Jane, người bạn thân nhưng lại hoàn toàn không hề biết lắng nghe. Nhưng mọi chuyện cũng chả đi đến đâu cả. Dưới ánh đèn xanh ảm đạm, lạnh lẽo, Amy lướt mạng để xem giá của loại hũ đựng cho hợp nhất với cô, rồi chuyển sang một danh sách áo da. Bởi vì cô muốn là sau khi mình chết, da của cô sẽ được gia công thành một chiếc áo. Tối hôm đó, Jane tới thăm Amy. Việc này cũng chẳng giúp nhân vật chính chúng ta giảm bớt niềm tin rằng mình sẽ sớm đi theo tử thần là bao. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Thậm chí, sau khi về nhà, Jane cũng chạm trán những ánh sáng chết chóc tương tự và bắt đầu hình thành niềm tin rằng cô ấy sẽ chết vào ngày mai. Cứ như vậy, Jane mang niềm tin của cô đến bữa tiệc sinh nhật của người em vợ, rồi lây căn bệnh tâm trí này cho toàn bộ những người có mặt ở đó, bao gồm em trai của mình là Jason, Susan, vợ của Jason, và cặp đôi đang sẵn không hòa hợp nhau là Brian và Tilly. Cô ấy chết vào ngày mai là phim thứ hai của nữ đạo diễn Amy Simetz. Yên tâm, việc nữ đạo diễn trùng tên với nhân vật chính hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp đâu. Câu chuyện của phim được cô lấy cảm hứng từ chính những lo âu thời kỳ giãn cách đại dịch và từ cảm xúc sau cuộc chia tay đột ngột với Shane Carruth, đạo diễn của phim được mệnh danh là hách não nhất mọi thời đại. Ngoài ra, Cô ấy chết vào ngày mai được sản xuất từ chính một phần lương của Amy sau khi hoàn thành Pet Sematary, một bộ phim kinh dị thương mại nhưng mà lại cực kỳ thiếu chất lượng. Bởi vậy nên chúng ta có thể nói, phim chắc chắn sẽ mang đậm tính cá nhân, được làm ra để thỏa mãn ham muốn sáng tạo của nữ nghệ sĩ thay vì thỏa mãn khán giả đại chúng. Tuy đây mới là phim chính thống thứ hai cô chỉ đạo, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định nữ đạo diễn của chúng ta sở hữu một phong cách độc đáo. Nó điềm tĩnh, trầm lặng và thân mật một cách đầy chủ ý. Như đã nói ở trên, ý tưởng của phim có thể đơn giản nhưng lại vô cùng sáng tạo. Nếu rơi vào tay các studio lớn, ý tưởng này hoàn toàn có thể trở thành một phim giật gân, kịch tính, viễn tưởng hoặc là kinh dị, với nhân vật cố gắng vượt qua hàng loạt trở ngại để cứu lấy bản thân hoặc là cứu lấy những người mà họ yêu thương. Các bạn biết đấy, một câu chuyện đậm chất Hollywood. Cô ấy chết vào ngày mai thì không như vậy. Amy Simetz sử dụng căn bệnh ý niệm về cái chết bất di bất dịch như một con dao gọt bỏ những lớp suy nghĩ, những quyết định đã hình thành vỏ ngoài của chúng ta. Lớp vỏ bọc bị chi phối bởi các mối quan hệ bạn bè, tình cảm, gia đình và xã hội. Con dao đó chạm đến phần chứa đựng nỗi sâu thẳm nhất trong mỗi con người, nỗi sợ cái chết. Vì chỉ khi cận kề cái chết, bản chất thật của mỗi người mới được tiết lộ. Và để làm được vậy, việc theo chân một nhân vật sẽ tước đi tính ly kỳ cùng các nhận thức khác nhau mà mỗi nhân vật mang tới cho khán giả. Cô ấy chết vào ngày mai, mở đầu và kết thúc với Amy, nhân vật chính tạo đà cho mạch truyện cũng như người chiếm nhiều thời lượng phim nhất. Nhưng xuyên suốt phim, chúng ta được đến với câu chuyện xoay quanh ngày cuối đời của Jane, của Jason và Susan, cũng như của cặp đôi Brian Tilly sau khi họ bị nhiễm bệnh. Việc đặt điểm nhìn của chúng ta vào nhiều nhân vật rất dễ phản tác dụng nếu mỗi tuyến truyện không được đầu tư cẩn thận. Tuy nhiên, ở Cô ấy chết vào ngày mai, các câu chuyện khác nhau được xử lý khá tinh tế. Chúng tuy không quá kịch tính nhưng vẫn đủ lôi cuốn, thậm chí là hài hước để khiến mình phải tò mò xem tiếp. Chúng ta quan tâm tới câu chuyện xoay quanh mỗi tuyến nhân vật hơn là lời giải đáp khoa học, logic về căn bệnh kia. I need to go be with my wife. You need to go. Cá nhân mình cảm thấy bị thu hút bởi hành trình sống nốt của Amy và của cặp đôi Brian Tilly, mặc dù hai người này gần như có thời lượng xuất hiện ít nhất. Với Amy, câu chuyện của cô còn được đan xen thêm những cảnh hồi tưởng, giúp khán giả có cái nhìn rõ hơn về điểm xuất phát dành cho cảm xúc của cô. Và quan trọng hơn cả là điểm xuất phát của căn bệnh chết người kia. Ở những cảnh hồi tưởng, chúng ta được biết thêm về Craig, bạn trai cũ của Amy, cũng như về mối tình giữa hai người. Còn với cặp đôi Brian Tilly, điều khiến mình cảm thấy thú vị nhất là những tương tác giữa họ. Đây là một cặp đôi đã ở rất xa những ngày tháng tươi đẹp nhất. Họ chưa dám nói chia tay hoặc vì ngại, hoặc vì đã quá quen với mối quan hệ và không muốn dứt ra. Chỉ khi ý niệm rằng họ sẽ chết vào ngày mai xảy đến, hai người mới sống thật với cảm xúc của mình. Không phải câu chuyện của Jane cùng cặp đôi Jason Susan không hay đâu các bạn nhé. Chỉ là mình có thể đồng cảm với hai tuyến nhân vật kia hơn mà thôi. I was waiting for him to die to break up with you. I was gonna give it 3 months.
Với kinh phí mình đoán là chỉ dừng lại ở 5 con số, Amy Simes đã thành công gây dựng bầu không khí gần gũi nhưng lại vô vọng, lạnh lẽo và ma mị cho cô ấy chết vào ngày mai. Phim chủ yếu sử dụng những cảnh chung và cận để đẩy chúng ta vào thế giới của phim, để giúp khán giả nắm rõ hơn cảm xúc của các nhân vật trong khung hình, đặc biệt là Amy, thủ vai bởi Caitlin Shield, người mà mình chỉ cần nhìn vào ánh mắt buồn bã bất cần đời thôi cũng đủ khiến mình tin rằng cô ấy sẽ chết vào ngày mai. Khi các nhân vật xuất hiện trong khung hình, có thể cảm nhận được gánh nặng của cái chết đang đè lên đôi vai của họ. Tiếp đến, mỗi khi một người bắt đầu hình thành ý niệm rằng họ sẽ chết vào ngày mai, đây là trải nghiệm đầu tiên của mỗi người. Nó nặng nề, đáng sợ và mang lại một cảm giác bất khả kháng cho không chỉ nạn nhân mà còn cho khán giả. Phần nhiều là nhờ phần âm thanh nặng trịch cùng một vài hình ảnh nhấp nháy liên tục. Ngoài ra, những cảnh này không hề làm lệch tông cô ấy chết vào ngày mai, mà thay vào đó, nó lại ăn khớp hoàn toàn với nền tảng chân thực của phim. Chúng ta không bao giờ được nhìn trực tiếp vào thứ ánh sáng kia để biết nó có hình thù như thế nào, mà chỉ được thấy phản ứng của những nạn nhân xấu số. Tương tự với việc phần lớn thời gian của phim tập trung vào khám phá ảnh hưởng của ý niệm cái chết tới các nhân vật. Không rõ ekip sản xuất đã tạo ra những phân cảnh này như thế nào, nhưng nếu họ chỉ dùng những chiếc đèn nhấp nháy khác nhau và chỉnh âm thanh, thì mình thật sự ao ước rằng các nhà làm phim Việt có thể thỏa sức sáng tạo như thế này nhiều hơn nữa. Trước khi chuyển sang những mặt hạn chế của cô ấy chết vào ngày mai, hãy cùng mình đến với nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn tiếp tục ngay lập tức với video review thì hãy tua đến mốc thời gian này nhé. Hiểu rồi, trước em gặp vấn đề giống anh, từ hồi em mặc quần full mét này, thứ dễ dàng hơn hẳn. Yeah, boy. Mặc quần cool mét, thoải mái mét. Bạn đã thử chưa? Rồi. Mặc dù thời lượng khá ngắn, nhưng các phân cảnh trong phim luôn đòi hỏi khán giả phải thật sự nhập tâm, kiên trì để có thể xem tiếp. Ở đầu phim, chúng ta dành liên tiếp 3 rồi 10 phút liền để quan sát Amy. Tay cầm ly rượu vang, mặt áp xuống sàn nhà, tận hưởng nốt ngày cuối cùng trên nền nhạc Lacrimosa của Mozart bật đi bật lại. Xuyên suốt phim, những cuộc hội thoại vẫn xảy ra nhưng độ dài của chúng thường khá ngắn, chủ yếu phục vụ mục đích giúp nhân vật bộc bạch mong muốn, cảm xúc trong ngày cuối đời. Cô ấy chết vào ngày mai cũng không sở hữu sự kịch tính hay một cao trào bùng nổ cảm xúc giống như hầu hết các phim khác. Nó cứ trôi đi lặng lẽ, từng giây từng phút một, giống như chính cuộc sống cô đơn mà đạo diễn Amy Simes cùng chúng ta đã phải trải qua trong thời kỳ giãn cách xã hội. Bởi vậy, các diễn viên tham gia cũng không thật sự có nhiều đất để trổ tài, mà cảm giác như họ đang sử dụng chính thần thái thật của mình ngoài đời. Cuối cùng, mình tin rằng việc không giải thích căn bệnh kia xuất phát từ đâu cũng sẽ làm nhiều bạn cảm thấy hụt hẫng. Bởi vậy, nên nếu mà mình đang tìm kiếm một phim để giải trí, thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy thất vọng với tác phẩm của đạo diễn Amy Simes. Bằng một cách thật là trớ trêu, phim phản ánh sự tuyệt vọng, nỗi thèm khát được kết nối của con người khi tận thế ập tới, cũng như sự thay đổi mãnh liệt bên trong chúng ta khi biết rằng mình không còn quá nhiều thời gian. Với cá nhân mình, lâu lắm rồi mình mới được xem một phim nặng tính cá nhân, một phim khiến mình cảm thấy gì đó, phải suy ngẫm như She Dies Tomorrow. Liệu Amy cùng những người bạn có thể tìm cách để sống sót, những điều dại dột gì mà cô sẵn sàng làm trong ngày cuối đời? Liệu các nhân vật có biết trân trọng cuộc sống, biết sống trọn vẹn từng ngày hơn nếu như may mắn thoát chết? Hãy xem phim để biết các bạn nhé. Với mình, She Dies Tomorrow đạt điểm khá phê. Và vừa rồi là cảm nhận cũng như đánh giá của chúng mình về phim. Đối với những bạn đã dành thời gian để thưởng thức Cô ấy chết vào ngày mai, các bạn nghĩ sao về phim? Liệu tác phẩm thứ hai của đạo diễn Amy Simes có chạm vào trái tim của bạn không? Hay nó quá nhạt và thiếu lôi cuốn? Trong thời gian tới, có lẽ phim sẽ tập trung hơn vào mảng truyền hình cũng như các phim được lên thẳng trên các nền tảng trực tuyến như Peaky Blinders, Lovecraft Country, Project Power hay Sputnik, vì rạp chiếu phim thời điểm hiện tại có vẻ như không tiềm năng cho lắm. Các bạn nghĩ sao về việc này? Đâu là những phim mà chúng mình nên thực hiện một video? Hãy comment ở phía dưới và cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.